đã xong được cái project đầu tiên trong cái chuỗi các bài học của chúng ta. Thì đây là chính là project to do list, giúp cho chúng ta thêm những cái công việc thực hiện trong hàng ngày, hàng tuần của chúng ta. Và khi mà chúng ta đã hoàn thành một cái công việc rồi thì chúng ta có thể xóa cái công việc đó ra khỏi cái danh sách. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu test lại những cái chức năng xem là nó có hoạt động ok hay chưa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử thêm một cái công việc mới, ví dụ như là chúng ta có đi chơi. Rồi mình sẽ thêm nó vào. Khi mà chúng ta thêm thì đây là công việc nằm ở vị trí chẵn, nên cái màu của cái số của chúng ta nó sẽ được hiển thị là màu khác với lại màu của cái đơn vị lẻ. Khi mà chúng ta thêm mà nó không có cái công việc gì thì nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập một cái công việc mới. Rồi bây giờ chúng ta đã thực hiện xong cái việc là quét nhà, chúng ta sẽ xóa nó ra khỏi cái danh sách. Thì khi mà chúng ta ấn vào thì nó sẽ hiển thị ra một cái đoạn thông báo hỏi chúng ta có muốn chắc chắn xóa hay không. Nếu như chúng ta ấn vào ok thì nó sẽ xóa ra khỏi cái danh sách và nó sẽ dời cái đi chơi lại nè thành 03. Thì trong cái bài tập này chúng ta cũng đã làm quen được với React Native, cũng như là chúng ta biết cách phân tách ra thành những cái component, tách ra thành cái nơi nào chúng ta xử lý logic, nơi nào chúng ta cần phải xử lý cái style. Và chúng ta chỉ việc là kéo vào và chúng ta sử dụng thôi. Đấy, một cái tập tin chạy chính chúng ta bây giờ hết sức là đơn giản. Chúng ta cũng không cần phải thực hiện style trực tiếp tại cái tập tin app.js. Lúc này thì chúng ta chỉ đang thực hiện những cái cơ bản thôi. Chúng ta còn có nhiều cái chức năng nâng cao hơn thì chúng ta sẽ được học ở những phần sau. Chúng ta đã được phân tách ra thành những cái component để cho nó dễ quản lý và sử dụng, cũng như là chúng ta có tạo ra một cái tập tin màu để chúng ta có thể sử dụng chung cho tất cả cái nơi nào chúng ta cần gọi đến cái màu, mà khi mà chúng ta thay đổi một chỗ thì tất cả mọi cái nơi nào sử dụng đến thì chúng ta không cần phải đi đến từng cái component để chúng ta chỉnh sửa nữa. Như vậy thì với những cái project tiếp theo chúng ta sẽ được nâng cấp lên theo từng cái project một. Mỗi một project chúng ta sẽ được học thêm những cái kiến thức mới, hoặc là chúng ta sẽ ôn lại những cái kiến thức cũ của chúng ta đã được có. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái project tiếp theo.